Tối ngày 22 tháng 8, Lê Thị Mộng Tuyền và Lê Tú Chinh bước vào chung kết nội dung 100m nữ. Ở làng chạy số 6, Tú Chinh xuất phát, bứt tốc rất tốt và cán đích đầu tiên để giành huy chương vàng với thành tích 11 giây 56, trong khi đồng đội Mộng Tuyền đạt thành tích 11 giây 90. Đây là huy chương vàng thứ hai của đội tuyển điền kinh tại SEA Games 29. Ý nghĩa hơn với Tú Chinh, đây là lần đầu tham dự SEA Games, cô đã đòi lại danh hiệu vô địch 100m hấp dẫn nhất của điền kinh về cho Việt Nam. Tú Chinh bật khóc vì hạnh phúc trở thành nữ hoàng tốc độ Đông Nam Á. Ôi, con làm được rồi. Quá tốt luôn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.